Xin chào tất cả mọi người đến với kênh của Chợ Chó Rockefeller TV Hà Nội. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn ba cái lý do mà mình bỏ không ăn thịt chó. Lý do đầu tiên mà mình nghĩ đến là có rất nhiều loại thịt để chúng ta ăn. Có rất nhiều cái nguồn lương thực có thể cung cấp cho cuộc sống của chúng ta, không nhất thiết phải là thịt chó. Là lý do đầu tiên. Rất nhiều đặc sản, rất nhiều loại thực phẩm, rất nhiều loại thịt, không chỉ là thịt chó. Cái lý do thứ hai là không tiếp tay cho cái việc trộm chó, thậm chí là cướp chó. Bởi vì trộm chó gần đây thì như mọi người mà xem các cái phương tiện truyền thông bây giờ, thông tin nó rất là dễ để tìm kiếm. Ở chỗ này chỗ kia chẳng có ngày nào là không có những cái người post lên là con chó bị mất chó hay là bị trộm, thậm chí bị dọa. Người ta có thể phá cửa ra để mà người ta vào người ta trộm chó, người ta cướp cho con chó trước mắt chủ. Người ta phản kháng lại những cái người truy đuổi, hay là những người hô hào cái việc mà người ta ăn trộm, người ta bị phát hiện. Tức là từ trộm nó đã chuyển sang cướp rồi, rất là manh động. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhu cầu về cái nguồn thịt chó phục vụ cho các cái quán nhậu này kia, gọi là quán đặc sản đi, thì nó rất là lớn. Và một đêm mà người ta đi bắt trộm, vừa trộm vừa cướp như thế, có thể người ta thu về 5-7 triệu, chứ không phải là ít, có thể nhiều hơn nữa cơ. Nhưng mình cứ tính đơn giản là một con chó tính khoảng tầm 500-700 nghìn đi, thì một buổi tối người ta bắt 10 mấy 20 mấy con. Và chúng ta bỏ cái thói quen ăn thịt chó đi thì tự nhiên là cái tệ nạn đấy nó sẽ giảm đi ngay, là chắc chắn. Cái lý do thứ ba mà mình không ăn thịt chó đấy, nó cũng là cái lý do chính của mình, là cái tính nhân văn, cái sự đồng cảm, đồng cảm với cái con chó. Nó là cái giống vật nuôi rất là khôn, đồng cảm với những cái người nuôi chó, những cái người yêu quý động vật. Bản thân mình thì không ăn thịt chó từ lâu rồi, từ khi mà nhà mình có nuôi một cái con chó bọ, chó cỏ, và không may nó bị chết thì buồn lắm. Rồi sau đấy thì không ăn nữa, quyết định là không ăn nữa. Chứ còn cái truyền thống ra thì rất nhiều chỗ ở Việt Nam chúng ta không nghĩ nhiều khi mà chúng ta đơn giản là có thịt ra đấy, nó là một loại thịt thôi. Đơn giản là chúng ta chỉ suy nghĩ nó ngắn gọn là như thế, đây nó là một loại thịt ăn được, thế thôi. Và chúng ta ăn, chúng ta không nghĩ nhiều đến cái việc là với những cái con chó bị bắt trộm, cái người chủ người ta sẽ đau buồn như thế nào, hay là chúng ta không suy nghĩ đến cái việc là bản thân ở trong những cái người mà có thể là cùng là những người khách đi, hoặc là có thể là người nhà, cô dì chú bác hay là bạn bè, người ta không thích ăn, người ta không ăn được, người ta kinh, nhưng chúng ta vẫn làm cái món đấy, chẳng hạn là chúng ta mua cái món để chúng ta thiết đãi người ta, chúng ta không nghĩ đến cái cảm nhận của người ta. Thì đấy là nó là cái lý do thứ ba, nó là cái lý do nhân văn. Thì mình nghĩ là chỉ cần với ba cái lý do này thôi thì chúng ta có thể suy nghĩ và chúng ta cân nhắc về cái việc là sẽ bỏ không có ăn thịt chó, thịt mèo đấy. Ba lý do thôi, có rất nhiều cái thứ để mà thịt để mà chúng ta chọn, có rất nhiều loại đặc sản để chúng ta chọn, chứ mình còn chưa nói là cái thịt
những cái thịt mà đạm nó khó tiêu thì ăn nó cũng không có tốt, nó không có tốt. Chưa nói là cái nguồn thịt, thôi cái câu chuyện đấy thì chúng ta không có nói nữa, chỉ không muốn nói đến về cái việc đấy. Nhưng cái lý do đầu tiên là có rất nhiều loại thịt khác để chúng ta chọn. Cái lý do thứ hai là khi mà chúng ta còn tiếp tục ăn thì chúng ta còn tiếp tục tiếp tay cho cái tệ nạn trộm, bắt trộm chó và ăn cướp chó. Bây giờ trộm đã chuyển sang cướp rồi nha các bạn nhé. Các bạn nhớ điều ấy, rất nhiều người bị thương hay là bị người ta gọi là phản ứng lại, người ta bật lại, bị thương đó, chứ không phải hay là trả thù, rất nhiều thứ. Và cái lý do thứ ba là khi mà chúng ta có cái sự đồng cảm, kể cả nếu mà chúng ta mà đã là một cái người yêu chó rồi thì chẳng ai bảo gì chúng ta cũng rồi chúng ta sẽ không ăn nữa, sớm muộn thì cũng là chúng ta cũng sẽ bỏ, chúng ta không ăn nữa. Còn khi các bạn yêu nhiều đến một cái mức độ nào đấy, các bạn yêu quý cho nó, các bạn gần gũi cho nó thì là các bạn sẽ không bỏ, các bạn không ăn ngay, chứ không cần phải ai, không cần phải chờ lúc nào. Nhưng có thể là chúng ta cũng như chó, nhưng mà chúng ta chưa có sự gần gũi với chúng nó nhiều. Và cái truyền thống, cái thói quen trong cuộc sống của chúng ta là đấy, nó là một cái loại thịt, một cái loại lương thực, một cái loại đặc sản, thì chúng ta sẽ chưa từ bỏ ngay, và chúng ta gọi là khuất mắt trông coi, chúng ta cũng chẳng ấy gì cả, không nghĩ nhiều, đơn giản nó là thịt thôi thì chúng ta vẫn ăn. Thì đấy là cái chúng ta cân nhắc để mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta bỏ ở cái đồng cảm là bản thân chúng ta nuôi thì mình không nói, nhưng nếu mà người khác nuôi hoặc là chúng ta nuôi nhưng mà chúng ta chưa gần gũi thì chúng ta cũng hãy nhìn những cái người mà người ta nuôi, người ta gần gũi và người ta rất là yêu quý con chó, người ta đau buồn vì con chó người ta bị mất, người ta đau buồn vì con chó người ta không may nó bị chết, không may nó bị bắt trộm, rất nhiều thứ, thì chúng ta cũng có một sự đồng cảm với lại những cái người như thế, thì chúng ta sẽ bỏ, chúng ta không ăn nữa. Thế đấy là mình cứ nói trong cái trường hợp là chúng ta không được tiếp xúc với những cái con chó khôn, chúng ta không có cơ hội chúng ta tiếp xúc và chúng ta gần gũi, thì chúng ta cũng đồng cảm với những cái người như vậy, và chúng ta bỏ, chúng ta không ăn nữa. Còn bản thân mình ấy, quê mình thì các bạn có biết là quê mình là Thái Bình, là trung tâm của thịt chó và thịt mèo. Thịt mèo là một đặc sản, thịt chó cũng là đặc sản. Nhưng mà bản thân mình thì đấy, ba cái lý do đấy là quyết định bỏ, không có ăn thịt chó và thịt mèo đều không có ăn. Và sau một cái thời gian bỏ không ăn nữa thì mình nói với các bạn như thế này, ban đầu mình nói rất thật nhé, ăn là ăn theo truyền thống và không có nghĩ gì nhiều. Thì trước khi mình nuôi chó, khi mà nhà mình chỉ có con chó ta mà nuôi theo cái kiểu chó bọ, thì các bạn biết là rất ít tiếp xúc với con chó. Mình thì mình nuôi chó thì thực ra là mình vẫn chơi với nó, kể cả nó là chó bọ, vẫn chơi với nó từ khi mà mình nhỏ đấy. Nhưng mà cái việc khi mà ăn thì mình đâu có nghĩ đến cái việc là cái con chó đấy đâu, mình không nghĩ, không có nghĩ gì cả. Bởi đơn giản nó là một cái loại đồ ăn này, cứ đưa lên mâm là ăn thôi. Và sẽ rất rất nhiều người rơi vào cái trường hợp như mình. Nhưng mà khi mình lớn lên một chút đấy thì mình nghĩ là cái sự đau buồn của con chó nó ra đi là một, và mình lớn lên một chút thì mình nghĩ bảo ô bây giờ cứ hô hào là mất, cứ bảo là thế này thế kia, nhà này mất bị mất trộm, nhà kia bị mất trộm, cả một cái khu vực bao nhiêu con mèo không còn một con nào chuột nó chạy nó phá tung cả, hay là chó cũng thế, nó thịt nó bắt trộm hết chó rồi sau đấy bắt đầu nó trộm đến tài sản, bởi vì không còn cơ quan gì cảnh báo đấy. Thì mà mọi người vẫn cứ ăn thịt chó thịt mèo, thế là từ cái lúc quyết định không ăn thịt chó thịt mèo nó là cả nhà mình không ai ăn nữa luôn, không có ai muốn ăn nữa. Và đừng có nói trong cái cỗ bàn này kia, còn ai mà mời mình cỗ này cỗ kia mà có thịt chó thì thôi, cũng nhanh chóng là đến ngồi tí rồi đấy lý do xin phép đi về. Thực sự là như thế, sau một cái thời gian mà không ăn nữa thì từ cái việc đang ăn ngon các bạn bỏ, các bạn không ăn nữa, thì sau một cái thời gian nếu các bạn có thử lại các bạn sẽ thấy nó không ngon nữa. Và sau một thời gian nữa các bạn sẽ thấy nó ăn nó rất là ghê,
các bạn sẽ đi nó là một cái nó anh như thế nào nhỉ, tức là nó cảm giác như là nó làm cái việc gì nó rất là ghê gớm. Cái việc chúng ta ăn thịt chó sau một thời gian chúng ta bỏ nó rất ghê gớm, cho nên là các bạn không cần phải bất ngờ về cái việc mà những cái người mà người ta không ăn từ bé, khi mà ở trong gia đình người ta bố người ta mẹ người ta không ăn, chỉ cần một trong gia đình một người không ăn, thì những cái người lớn lên ở trong những gia đình như thế người ta không có ăn, và khi người ta không ăn và người ta lại gần gũi với con chó con mèo từ bé thì người ta nhìn những cái người mà ăn thịt chó thịt mèo, người ta nhìn như là những cái người nó lạc hậu, nó kiểu như là nó nào gọi là man rợ. Nên thì sẽ các bạn phải hiểu người sẽ ở cái đứng ở góc độ người ta nhìn cái việc ấy rất là bình thường. Hay là những cái người ở Tây Âu người ta sang mà người ta nhìn thấy những cái quán thịt chó mà treo con chó lên, hay là con thịt mèo, người ta nhìn nó rất là man rợ. Khách du lịch người ta sang người ta nhìn thì tôi nói với các bạn là nó khủng khiếp lắm. Bản thân mình là sinh ra ở Việt Nam mà mình không có ăn nữa mà mình nghĩ mình còn thấy nó ghê gớm, chứ không nói là những cái người mà người ta chưa bao giờ người ta nhìn thấy, người ta thấy nó kinh khủng lắm, dã man. Và người ta thấy người ta sẽ một cái đầu tiên mà người ta sẽ nghĩ đến khi mà khách du lịch người ta đến Việt Nam mình chẳng hạn, hay là bạn bè người nước ngoài của mình về đến mà người ta nhìn thấy những cảnh đấy, thì cái việc đầu tiên người ta sẽ nghĩ là sao cái đội nó còn man rợ thế, nó lạc hậu, nó man rợ. Thì đấy là mình sẽ phải thông cảm với cái suy nghĩ của người ta, là bởi vì đứng ở góc độ người ta phải thấy cái việc đấy nó kinh khủng thật. Thì đấy là cái mà ở góc độ nhân văn hay là cái sự đồng cảm, thì cái đấy là cái mà chúng ta nên cân nhắc. Có thể là một ông rất là yêu chó và ông mất con chó, nhưng có khi ông bạn của ông đấy ở trên mâm con chó của ông ấy mất rồi, trộm mất rồi nó quay ra thịt quán, rồi có khi ông bạn thân chí cốt ông ấy mua về ông ấy ăn mà ở trên mâm của ông đấy thì nó chơi trêu lắm. Các bạn cân nhắc về cái việc đấy. Còn cái việc mà khi mà chúng ta quyết định chúng ta bỏ thói quen ăn thịt chó thì nó là một thói quen, nhưng mình nói ở đây nó là một thói quen chứ nó không phải là cái gì cả. Bởi vì khi chúng ta sinh ra là nó đã có cái mọi người ở xung quanh chúng ta nó đã có cái thói quen, nó đã có cái truyền thống rồi. Cái việc chúng ta đi sau chúng ta ăn nó như là một thói quen và chúng ta không nghĩ gì nhiều. Nhưng khi các bạn mà nghĩ ấy, thì và các bạn nghĩ là mình nên bỏ các thói quen đi thì các bạn bỏ thói quen đi. Thì cái việc các bạn bỏ các thói quen, các bạn không ăn nữa, về sau các bạn không có ăn thịt chó nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng vô hình, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người xung quanh các bạn, người thân, bạn bè. Rồi sau này mà có gia đình thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nếp sống gia đình của các bạn. Sẽ không bao giờ các bạn có cái món, những cái món ấy, thịt chó, thịt mèo mà sẽ không bao giờ có xuất hiện trong gia đình các bạn khi các bạn mà đã lập gia đình. Thì cái việc đấy nó lại ảnh hưởng đến đời con, đời cháu của chúng ta. Thì các bạn mà có cái suy nghĩ như thế nào thì chúng ta bình luận ở dưới video. Sẽ có rất là nhiều ý kiến và phản đối. Cái video này rất nhiều người tặng ít like cho mình, hoặc là có thể nói những cái lời khó nghe. Để mà các bạn cứ bình tĩnh, các bạn nghe kỹ và các bạn suy nghĩ trước khi các bạn đưa ra một cái lời nhận xét nào đấy. Mà các bạn có thể hoàn toàn các bạn có ý kiến khác, chứ mình không có nói là tất cả mọi người sẽ là cùng có một cái suy nghĩ như mình. Nhưng mà khi chúng ta có những cái suy nghĩ khác thì chúng ta nên cân nhắc, suy nghĩ, nghe kỹ, chứ đừng có xem được mỗi cái tiêu đề rồi đã bình luận như là gì người ta gọi là thánh cào bàn phím thì không nên. Các bạn mà có xem cái video này mà bạn nào mà cũng có cùng cái suy nghĩ như là mình ấy, thì các bạn sớm bỏ cái và cái việc mà một người chúng ta bỏ cái quen đi là không có ăn nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh chúng ta, từ bạn bè, kể cả bố mẹ, cô dì chú bác trong gia đình chúng ta, rồi ở bên ngoài các cái mối quan hệ của chúng ta.
dần dần sẽ có những người biết và nó sẽ có một cái sự lan tỏa. Bởi vì thực sự mà nói là sâu ở trong mỗi người, rất nhiều người không, người chẳng qua người ta không nghĩ đến cái việc đấy thôi. Người ta chỉ có ăn, người ta cũng đơn giản, người ta coi ngắn gọn nó là một cái lương thực thôi, chứ người ta không coi, người ta không suy nghĩ cái gì sâu xa cả. Nhưng khi mà chúng ta không ăn nữa thì người ta sẽ là một lần người ta suy nghĩ, người ta sẽ có một cái sự suy nghĩ tại sao mà trước đây nó ăn, bây giờ nó không ăn nữa, hay như thế này như thế. Nó là một cái cảnh tỉnh giúp những người xung quanh chúng ta cảnh tỉnh đấy, để mà sẽ có một cái việc mà mình không ăn nữa, nó sẽ có thể nó sẽ một cái sự di truyền, rất nhiều người sẽ không có ăn nữa. Còn khi mà các bạn đã suy nghĩ rồi mà các bạn vẫn quyết định là các bạn vẫn ăn hay là các bạn không ăn thì đấy là quyền của các bạn, chứ hay là quyền của mọi người ở xung quanh chúng ta, chứ chúng ta không có cái việc đấy, chúng ta không có nói gì về việc đấy cả. Nhưng mà đấy là đơn giản là khi mà đã suy nghĩ rồi mà một cái người vẫn lựa chọn là ăn và một người vẫn lựa chọn không ăn thì đương nhiên nó sẽ phải là hai cái kiểu khác nhau rồi. Thì có thể là chúng ta sẽ có một cái sự trân trọng nhất định hay là như thế nào đấy với những cái mối quan hệ ở xung quanh chúng ta. Thì các bạn mà có cùng suy nghĩ như mình và cũng muốn chia sẻ cái điều này đến cho những cái người bạn hay là người thân của chúng ta, thì chúng ta có thể chia sẻ cái video này qua các cái mạng xã hội Facebook, Zalo hay là gì đấy, hay là có thể bình luận ở dưới cái video này, tag tên của những người mà các bạn quen muốn cho mọi người xem, thì các bạn có thể là chia sẻ hoặc là bình luận tag tên chạy chó Rubler TV Hà Nội. Thì cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ của kênh. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Thank you and see you again. See you. Bye bye. Bye bye. Xin đang ngủ à, xin đang ngủ à. Xin ngủ lên, xin lên đây này. Xin lên đây ngồi, trên này ngủ lên, anh cho phép ngủ trên ghế. Nào. Xin ngủ lên à. Ừ, chờ xin xin lô bỏ xuống nào. Nào, xin quay mặt về kia. Quay mặt về kia. À, xin lô Nelsie và Jimmy chào tất cả mọi người nhé.